Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ công thức làm bánh khúc cây Giáng sinh ngon đơn giản, cách làm không sử dụng lò nướng. Mình sẽ bắt đầu nha. Cho chén 25g bơ lạc cắt nhỏ vào lò vi sóng khoảng 30 giây, cho bơ tan hết, xong để qua một bên. Mình sử dụng một bịch bánh Oreo nặng 370g, gồm 39 cái bánh quy Oreo. Tách phần kem ở giữa bánh ra và cho kem và bánh vào hai tô khác nhau. Cho phần bánh Oreo vào máy xay. Mình sẽ xay cho bánh nhuyễn đều và mịn. Xong đổ vào một cái tô. Cho bơ lạc đã làm tan lúc nãy vào, trộn đều cho bột bánh thấm đều bơ. Sau đó mình vừa trộn vừa cho từ từ khoảng 75-80ml sữa tươi không đường vào. Trộn cho bột bánh Oreo thấm đều sữa. Tiếp tục trộn cho đến khi thành một khối bột không quá khô, cũng không quá nhão. Khối bột như vậy là được. Mình cho khối bột Oreo này lên một miếng giấy nén dài. Mình đẩy nhẹ cho khối bột dẹp xuống. Sử dụng cái cây cán bột, nhẹ tay cán bột ra thành một lớp bánh phẳng không quá mỏng. Dùng cây vét bột dài để làm thẳng bên viền bánh. Tiếp tục cán bột và vén bên viền bánh cho đến khi lớp bánh có độ dày đều và có chiều dài 22cm và rộng 18cm. Nhẹ tay để lớp bánh này qua một bên và chuẩn bị nhân kem. Đánh phần kem bên trong bánh Oreo đã được tách ra lúc nãy. Đánh khoảng 20-30 giây cho đến khi kem Oreo mềm và mịn. Cho 150ml whipping cream lạnh vào và đánh ở tốc độ thấp nhất. Mình đánh khoảng 1 phút cho đến khi hỗn hợp kem bông xốp, mịn và ổn định. Không đánh kem quá tay nha, khi hỗn hợp kem như vậy thì ngưng liền. Nếu đánh quá tay thì kem sẽ bị lợn cợn và tách nước. Cho phần kem vừa đánh xong lên lớp bánh Oreo. Sử dụng cây trét bột phẳng trét kem ra khắp mặt bánh. Mình trét sao cho lớp kem bên đầu bánh sẽ cuộn vào trước dày hơn để giúp cuộn bánh vào dễ hơn. Nhẹ tay cuộn bánh lại, vừa cuộn vừa nâng giấy nén lên và cuộn lại như vậy nha. Xong rồi mình để cuộn bánh lên một cái đĩa phẳng, cho vào tủ lạnh để 3-4 tiếng đồng hồ. Trước khi lấy bánh ra khỏi tủ lạnh thì mình làm sô-cô-la ganache. Khuấy và nấu 95ml whipping cream. Khuấy với lửa nhỏ vừa cho đến khi những bong bóng li ti nổi bên viền nồi thì tắt bếp. Đổ whipping cream nóng vào tô 80g sô-cô-la cắt nhỏ và 5g bơ lạc. Để đó 2 phút cho sô-cô-la mềm. Rồi mình quậy đều cho đến khi sô-cô-la và bơ tan hết và thành hỗn hợp sô-cô-la ganache mịn. Để qua một bên. Lấy bánh cuộn ra khỏi tủ lạnh và gỡ bỏ giấy nén. Mình sử dụng một con dao bén cắt bỏ hai bên. Sau đó thì nghiêng dao 45 độ và cắt một khúc bánh nhỏ khoảng 3-5cm. Cho khúc bánh lớn lên cái giá đỡ và gắn khúc bánh nhỏ vào bên hông. Nếu cần thì mình trét một lớp sô-cô-la ganache vào giữa để dễ dính. Chế sô-cô-la ganache lên khúc bánh và trét cho sô-cô-la phủ đều lên bánh.
sử dụng một góc đầu của cây trét bột để rạch đường viền cho khúc cây, hoặc các bạn sử dụng cái nĩa cũng được nha. Xong mình cho khúc cây vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho sô-cô-la ganache đông lại. Sô-cô-la ganache đã đông lại, nhẹ tay lấy bánh khúc cây ra khỏi giá đỡ. Mình cẩn thận lấy bánh ra và cho lên cái đế lót bánh kem hoặc cái đĩa phẳng. Trang trí bánh với vài nhánh hương thảo và vài trái cherry hoặc trang trí theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp lại lần sau.